Đây là một ánh mắt bất lực của Hồng Loan khi chính người em của mình cho rằng mình là đứa con nuôi của ông Hoàng Hồ Quảng trước truyền thông vào ngày 7 tháng 3. Xin chào cả nhà đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh YouTube của Dòng Sự Kiện. Thì clip này mình chia sẻ cho cả nhà những thông tin và có một nhân chứng sống nói về cái chuyện ADN của Hồng Loan được ghi âm. Đầu tiên mình chia sẻ một cái tấm hình mà được chụp cách đây hơn một năm vào đám tang của ba Hồng Loan, tức là cô nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trong buổi họp báo thì một tác giả đây chia sẻ như sau: ánh mắt bất lực của cô gái ấy khi bị cô cháu gái Hồ Quang, con gái nuôi của ông Hoàng Hồ Quảng, thương Hồng Loan. Đúng đó nha, một ánh mắt mà không thể nói được gì trong một cái tư thế là bị kìm kẹp, bị kìm hãm suốt mấy chục năm vừa qua. Và trong họp báo thì con que nó đã chiếm ưu thế hết, tự nó gọi truyền thông đến và tự nó khai sinh ra Hồng Loan lần thứ hai. Thì cũng chính nhờ vấn đề khai sinh này mà Hồng Loan được khán giả, được cộng đồng và được mọi người biết đến là con gái của ông Hoàng Hồ Quảng. Và đến ngày hôm nay, hơn một năm qua, từ câu chuyện ngày mắt của cô nghệ sĩ sẽ gây rất là nhiều vấn đề lùm xùm xung quanh vấn đề là ruột hay nuôi, nuôi hay ruột, hợp pháp hay không hợp pháp. Hợp pháp thì bây giờ là hợp pháp rồi, nuôi hay ruột thì cái chuyện đó là chỉ có ông cố nghệ sĩ biết thôi. Những người thân chẳng hạn như cô Sáu và chú Bảy họ thừa biết, nhưng tại sao họ không dám đối diện với sự thật mà họ lại dùng truyền thông bẩn để làm hại Hồng Loan? Thì cái điều đó là đáng trách và chúng ta đáng suy ngẫm. Thì mình cũng xem những clip trên không gian mạng và chút xíu nữa đây mình mời cả nhà nghe một cái đoạn ghi âm của một nhân chứng sống khi một cái thông tin về Bác Tư có trò chuyện với một cái người tại gần nhà của cố nghệ sĩ ngày xưa, tức là bên Gò Vấp đó nha. Họ sẽ chia sẻ cho chúng ta biết thêm hơn về câu chuyện Hồng Loan là người như thế nào đó cả nhà. Thì như vậy thì chúng ta sẽ hiểu thêm hơn về Hồng Loan, còn những vấn đề công kích của những nick ảo, nick giả thì chúng ta không quan tâm đến. Đây là nhân chứng sống được một YouTuber chia sẻ lâu rồi nhưng mà có thể là khán giả quên, thì mình sẽ chia sẻ ngược lại cho cả nhà cùng theo dõi trên kênh Dòng Sự Kiện. Thì sẽ giải đáp thêm một số vấn đề về Hồng Loan cho cả nhà hiểu rõ hơn. Xin mời cả nhà cùng theo dõi nha. Cái gì lúc nào chú quen với cô Tây á, là ba thành Mỹ là vậy. Ngày xưa cô Tây nó hay ra ngay chỗ lòng chợ Tân Sơn Nhất á, nó nói chuyện với mấy người sửa quần áo với mấy người thợ may ở dưới miền Tây á. Dạ. Có qua lại rồi anh em nói chuyện, chú và chú kêu mấy người cô Tây nói cái chú bạn nha. Dạ. Chú bán quần áo đó đó. Dạ. Rồi mấy bà bán quần áo nói là đây là anh của chủ nhật, chú mới biết nha. Là anh của nghệ sĩ Vũ Linh đúng không chú? À, dạ. Anh nghệ sĩ Vũ Linh, chú mới hỏi. Rồi, ủa, cái này nói Hồng Loan thông cảm chứ chú cũng nghĩ như giống người ta, chú nghĩ thằng này nó không có cần ta. Dũng Thành được hùng cười mọi thời trước đó, trời ơi, ông nào mấy cái đóng. Ví dụ vậy. Ý là mấy người đó là nhiều gãi đúng không chú? À, nhiều bà heo đúng không? Còn chú thì chú nghĩ Vũ Linh nó đẹp trai hơn mấy người này, tại sao lại không có ghế? Dạ, dạ. Thì thằng của Tây nó mới nói vậy nè. Trời ơi, nó có con á, tôi đi xét nghiệm cho nó ở bộ công an đường Nguyễn Trãi đó. À, dạ. Nó nói chú còn nhớ cái vậy mà, bộ công an đường Nguyễn Trãi á nha, quận nhất á. Dạ. Đó. Rồi nó mới nói là dấu diếm không có nói khi đi với Vũ Linh đi xét nghiệm là Vũ Linh không có ra mặt. Chỉ vì lúc đó đang lên mà. Dạ. Ai cũng biết mà. Dạ. Con hiểu không? Dạ. Cho nên cô Tây đứng ra xét nghiệm, nhưng mà xét nghiệm Bến Loan với lại Vũ Linh. Dạ. Đó nó làm vậy đó. Dạ. Con này lại cứ thấy nói là bụng xuống bên. Bộ đời vậy cho nên đây coi hay coi cái kinh của con, chú mới nói như vậy. Dạ. Còn cái vấn đề mà khi cô Tây nằm xuống á, dạ, chú có lại, nhưng mà thầy nghệ sĩ nhiều quá chú, rồi chú mới lại lúc đó Vũ Linh còn hát bài gì ba chung vụ lạc gì đó. Dạ. Đó, chú nói con nghe, còn con hỏi lại
hai chị em con sáu thằng bảy có nể thằng Tư hay không? Gia đình ai cũng nể, nó sớm cũng nể. Nếu không nể thì con sáu thôi coi như là đồng xu quyết trở thành xe nhét luôn à. Dạ. Chú nói con nghe vậy, hiểu không? Dạ. Đó, tháng tháng mấy cái vậy con hỏi coi con Hồng Lan với thằng Mỹ cái tính thằng cô Tây nó ở nhà như thế nào? Dạ. Đó, dạ. Chú không hiểu tại sao là Tư Quốc Thanh lại không biết. Chú nói chú mới biết Tư Quốc Thanh cho nên chú mới hỏi cô Tây. Dạ. Được không? Dạ. Rồi sau này mới biết được Tư Quốc Thanh đó là có tiếng ở dưới trong đảng á, ở nhà nó canh á. Dạ. Từ nhà chú cũng hỏi thì tụi nó nói đó hồi đó cũng này kia đây lắm, cũng được nhiều người trọng dụng. Dạ. Đó là Tư Quốc Thanh nói thiệt nha. Dạ. Cái đó là đúng á. Dạ. Chú có coi mạng Tư Quốc Thanh á nha, chú bố hậu rồi tôi là hoàng hậu á. Dạ. Đó là cái đó là anh em ở sớm rồi em út con cháu chú nó nói là ổng cũng có ai cũng trọng dụng. Dạ. Đó kêu bằng đá ngoài á. Dạ. Đó, chú nói sơ cho con nghe vậy, tại vì chú là thuộc nhân chính xác. Dạ. Tiếc là cô Tây nó chết rồi. Dạ. Bây dạ. Giờ lòi ra thấy cái nhân chứng sống nữa. Dạ. Nói đây là hôm về là con Sáu nó có hỏi vấn đề xét nghiệm. Hồi thời đó có nói ADN gì hết con. Dạ. Nó xét nghiệm. Dạ. Nhưng mà má của Vũ Linh á, nè. Dạ. À, cái này là chú giếm đến nỗi mà không cho ai biết. Ta Vũ Linh giấu tới vậy luôn. Dạ. À, thôi chú nói lời cho con nghĩ rồi ha. Dạ. Ủa chú, à. cái đó là năm mấy chú? Cái lúc mà chú gặp mà cậu Tư á, cậu Tư bay thành Mỹ là năm mấy chú? À, cái đó là xét nghiệm hồi lâu rồi mà khi gặp cậu Tư là đầu năm 2000 á con. À. Là cậu Tư ba thành Mỹ rồi nói xét nghiệm ở đường Nguyễn Trãi hả chú? Nguyễn Nhất hả chú? Ủa công an đường Nguyễn Trãi lâu rồi. À là cái đó là hồi xưa nữa đúng không? À tại vì chú nói tại sao Vũ Linh không có gửi. À. Tây nói trời nó có con đi xét nghiệm ADN tôi đi nè. À. Rồi nó kể ngày xưa đi xuống tới Nguyễn Trãi xét nghiệm vậy đó. Dạ. Con thì nếu không phải con ruột lấy gì ông mà cậu Năm Vũ Linh ổng nuôi tới giờ đúng không chú? Nếu mà không phải con ruột thì đừng mang ẩm về. Đúng, với bà nội rồi này kia kêu ẩm về nữa mà sao mà nói con nuôi được. Tại vì cô Tây chết rồi cho nên có ông có nói với ông nhưng mà bà Sáu có biết. Dạ. Thấy không? Dạ. Nó kêu nó con Sáu mấy á. Dạ. Thấy không? Dạ. Kêu con Sáu gì chú? Dạ, cô Tây với lại Vũ Linh là lối xóm người ta mới lại nó thôi. Dạ. Nó là ở đâu chú? Ở Tân Sơn Nhất hả chú? Chợ Tân Sơn Nhất hả con? À, dạ. À, chú bán hai số 59 đường Nguyễn Kiệm. Dạ. Vòng vô Nguyễn Công. Vòng dạ. Qua là đi đường Công á là tới nhà Vũ Linh. Ở đường ngoài đi cũng chút xíu. À. Leo lên xe đi nửa phút. Dạ. Dạ chú còn nhớ nhà đó không chú? Nhớ nhà đó không chú? Chứ không nhớ hả? À, dạ. À. Trời, chú sống ở đó biết bao nhiêu năm trời mà con, chú bán quần áo đó mà. Dạ. Dạ. Đó. Rồi bây giờ ở khu đó chắc mấy người đó người ta còn biết về lai lịch đồ này kia của Hồng Loan với cậu Năm Vũ Linh không chú? Có mấy người cậu Mai mà thuộc miền Tây, mấy người mà sửa quần áo rồi đó. Dạ. Còn giờ còn ở đó không chú không biết. Dạ. Hả? Dạ. Nhưng mấy người đó thì biết hả chú? Cô Tây đang nói chuyện mà. Dạ. Quen cái người đó là thợ may, mấy người đó thợ may dưới miền Tây á. Dạ. Đó. Dạ. À, là trước cổng Nguyễn Lý Chợ Tân Nhất á. Dạ. Đó. Đó thì cái con chú chưa thấy là thằng cô Tây nó đi xe lần nào, chỉ thấy một lần đi chiếc phim thôi. Dạ. Đi nhà nó đi bộ mấy bước mà. Dạ. Đó chú nói con nghe vậy, dạ, hiểu không? Dạ. Đó chú biết ngọn nguồn nó là như vậy đó. Rồi ok nha con. Rồi dạ.